hành động kỳ lạ, què nách. Slow Lurish, con lười, được mọi người yêu thích vì vẻ ngoài dễ thương và có phần ngốc nghếch. Khi bị chạm vào người, nó sẽ giơ thẳng tay lên trời, tự tin què nách. Thật ra, đây là hành vi phòng vệ. Lười là loài động vật có vú duy nhất tiết ra nọc độc. Và bạn nghĩ đúng rồi đấy, chính nách là nơi chứa nọc độc chết người. Chúng thậm chí còn liếm nọc độc từ nách, khiến vết cắn nguy hiểm không khác gì rắn hổ mang. Nếu lần tới bạn gặp con lười què nách, hãy cẩn thận.